minh á, đường thẳng mà song song với đường thẳng trong không gian á, là một cái câu chuyện nó hết sức khó khăn nha. Khó khăn lắm. Tại vì sao? Tại vì ở ở trong mặt phẳng á, ở hình học chính á, thì cái đường thẳng song song với đường thẳng á, mà trong mặt phẳng nha, thì đương nhiên là nó chỉ có là ba vị trí thôi, nhưng mà lên tới không gian là nó sẽ tới bốn vị trí rồi. Thì là đầu tiên là thầy sẽ nói là vị trí tương đối. Vị trí tương đối. Đường thẳng nha, đường thẳng. Và đường thẳng trong mặt phẳng. Trong mặt phẳng. Tức là cái hình học lớp 9 của em á, lớp 9 á, thấy chưa? Thì nó sẽ có ba vị trí của em trong một cái mặt phẳng này. Mà một cái anh là một đường thẳng này, là đường thẳng delta 1 đi, và đường thẳng D. Xong. Delta D đó. Thì vị trí này tức là gì? Delta nó song song với lại D. Ở đây trong mặt phẳng alpha nha. Vị trí thứ hai đã nằm như thế này. Delta D. Như vậy là vị trí này là delta nó sẽ cắt D. Được chưa? Còn một cái vị trí thứ ba nữa nó nằm như thế này. Thì là này delta D. Thì là vị trí này là sẽ là gì? Delta nó sẽ trùng khớp với đây luôn. Đó. Đó là vị trí tương đối của đường thẳng trong mặt phẳng nha em, trong mặt phẳng. Đó. Bây giờ lên tới lớp 10 11 á là chúng ta sẽ có một cái vị trí tương đối đường thẳng. Đây, được chưa? Đường thẳng. Và đường thẳng trong không gian. Không gian nha. Tức là lớp lớp 11 á, thì chúng ta lúc này là chúng ta tăng thêm một cái vị trí nữa, thêm một cái nữa. Rồi trong không gian thì nó cũng sẽ có cái trường hợp là gì? Anh này với anh này là delta và song song với D. Và anh có vị trí này. Để delta D đây, delta đây, cắt nhau. Đấy, các em hiểu nha. Cắt đi. Rồi còn trường hợp này. D đây, delta đây. Thì trường hợp này là delta nó trùng với đời. Và nó còn có một cái trường hợp này nữa các em. Đây, đi như thế này. Đây là D đây, delta. Thì cái trường hợp này là các em phải chú ý nha. Là lúc này là delta nó sẽ chéo với đây. Đó. Như vậy thì các em sẽ hiểu là ở trong không gian thì nó sẽ có một cái trường hợp nó chéo, mà chính vì cái trường hợp này nó sẽ tạo nên cái gì? Nó tạo nên cái độ khó khăn trong cái việc giải này nha. Bây giờ để nhận diện như thế nào? Để nhận diện như thế nào là nó vừa cắt vừa song song vừa chéo hay là trùng như thế nào các em ha? Thì bây giờ các em sẽ hình dung như thế này nha. Hai trường hợp song song và trường hợp cắt là nó sẽ có một cái mặt phẳng duy nhất chứa chúng, đúng chưa? Vì là nó chắc chắn nó sẽ có một cái mặt phẳng phẳng chứa này. À, phẳng chứa này. Và trường hợp này cũng vậy. Được chưa? Một mặt phẳng. Còn cái trường hợp này thì không có gì phải nói, cái trường hợp trùng là không có gì phải nói, các em hiếm gặp trường hợp này lắm nha. Còn cái trường hợp mà chéo này các em thì nói chung á, là chỉ có một cái mặt phẳng mà chứa cái đường thẳng này mà nó không chứa đường thẳng kia, hiểu không? Tức là chỉ trường hợp này nó chỉ có một cái mặt phẳng thôi, chứa đường này. Cái chờ thầy xíu. Vậy là trong trường hợp này, trong trường hợp chéo nhau á, thì chỉ có là gì? Có một cái mặt phẳng chéo nhau này. Trường hợp này các em phải nắm nha các em ha. Là sẽ tồn tại
một cái mặt phẳng alpha mà gì, nó chỉ chứa chứa d mà không chứa, không chứa gì, không chứa delta. Đó là nó sẽ gây trường hợp hợp chéo nhau đó các bạn. Đó. Còn trường hợp song song thì chắc chắn sẽ có một cái mặt phẳng mà nó chứa hai này luôn. Cắt cũng vậy, còn trùng thì khỏi nói rồi các bạn. Đó. Thì bây giờ á là cái cách mà chứng minh cái hai cái đường thẳng song song này các em. Thì các em làm sao? Thì đầu tiên á là một là em ép nó vô một cái mặt phẳng, là kiếm coi cái hai đường đó cùng nằm trong một cái mặt phẳng nào. Rồi khi mà ép nó vô cho mặt phẳng rồi đó, thì lúc này là chúng ta sẽ quy nó trở lại cái bài toán lớp 9. Chẳng hạn như hai đường thẳng nó cùng nằm trong một cái tam giác hay là cùng nằm trong một cái tứ giác gì đó. Rồi chúng ta sử dụng những cái kiến thức về đường trung bình rồi tỷ lệ để chúng ta sẽ suy ra là nó song song. Được chưa? Còn trong trường hợp mà nó không ép nó vô đường mặt phẳng á, thì các em có những cái cách sau đây. Thứ nhất là em nắm cho thầy cái định lý về về ba cái giao tuyến nha, gọi là cái định lý, để thầy coi cái tên gọi của cái định lý đó là gì. Nó gọi là định lý về giao tuyến ba mặt phẳng nha, các em nhớ cho thầy cái định lý này. Nói chung là chúng ta cũng có công cụ để chúng ta làm hết. Đầu tiên là cái định lý này quan trọng nha, có cái tên riêng nè, là nó gọi là gì, nó gọi là giao tuyến của ba mặt phẳng. Rồi em phát biểu vô nè ha, nếu ba mặt phẳng mà nó cùng cách nhau theo ba cái giao tuyến, vậy là em sẽ ghi nè, nếu ba cái mặt phẳng mà mặt phẳng này phân biệt tức là rời nhau đó, mà cắt nhau theo ba giao tuyến thì em kết luận vô thì như thế nào, thì chúng thì ba giao tuyến này nè hoặc là gì, hoặc là song song, song song hoặc là gì, hoặc là trùng, hoặc là đồng quy. Nó chỉ có gây hai trường hợp như thế thôi nha. Quy cái trường hợp song song thì dễ dễ lắm cơ, đây dễ này. Một đây là một mặt nè, được chưa, ông này cũng qua đây, ví dụ gì đi, hai nè, mặt thứ ba nè, ba cái gì đi, đó thì đây là mặt thứ nhất nè. Mặt thứ nhất là cái mặt mặt này nè là T nè, mặt này là Q nè, còn mặt này là mặt R nè, R là mặt này. Đó thì cái trường hợp này là ba cái giao tuyến là cái này nè các em, đây là một nè, hai nè, ba nè, đó ba cái giao tuyến này song song nha. Đó còn cái trường hợp mà cái trường hợp đồng quy các em, trường hợp này mới khó vẻ ha, trường hợp là ba giao tuyến này song song nè, các em thấy song song rõ ràng không, song song ha. Rồi trường hợp đồng quy là đầu tiên em vẽ hai mặt trước đi, chào là vẽ mặt này, mà cái mặt nó nằm như thế này đi, nằm như cuốn sách vậy em, cuốn sách vậy đó. Giờ cái mặt thứ ba đó là nó đi như thế này, ví dụ gì thì có phải là ba giao tuyến này đồng quy không, đồng quy tại đây này. Đó vị trí này là vị trí là đồng quy, đồng quy tại cái điểm đó, được chưa, các em hay nhìn thấy rõ không. Vậy là bây giờ nhiều em sẽ thắc mắc là giao tuyến thứ nhất đâu đúng không, thì đây là đến ký hiệu nè, mặt phẳng này là mặt phẳng P là màu xanh này đi ha, P cho thống nhất. Rồi mặt phẳng thứ hai là mặt phẳng màu đỏ là Q, và mặt phẳng thứ ba là mặt phẳng R,
Đó, thằng em nhìn thấy cái giao tiếng đó chưa? Đó, trường hợp này em nhìn thấy không? Thấy giao tiếng không? Chắc thầy nghĩ là nhìn thấy rồi đúng không? À, đây là giao tiếng nè. Giao tiếng. Giao tiếng này là của thằng nào? Của P và R. Rồi, thằng này tiếp theo. Này là giao tiếng của ai? Của Q và R. Rồi, còn anh này nè, anh là giao tiếng của gì? Của R và Q. Đó, nói vậy đó. Còn trường hợp này thì các em nhận định đó. Thì cái mũi tên này là giao tiếng của thằng nào? Của ông PQ. Đây là giao tiếng của P và Q. Rồi, anh này là giao tiếng của ai? Đây là giao tiếng của P và R. P và R, được chưa? Còn anh mũi tên này nè, mũi tên này tức là dưới đây đúng không? Này nè, này là giao tiếng của Q và R. Thì đây cũng là một trong những cái mà nó sẽ tạo cho chúng ta có cái nhận thức về cái việc chứng minh đường thẳng với đường thẳng nha các em ha. Tại vì tất cả cái giao tiếng của nó là các cái đường thẳng mà. Rồi bây giờ là thêm một cái nữa nha các em ha. Cái này là một cái đúc kết thôi chứ cũng mình cũng không gọi là cái định lý nữa. À, vấn đề này thì thầy sẽ nói một cái quy tắc đi. Cái quy tắc nha. Cái quy tắc mà xác định cái giao tiếng của hai mặt phẳng. Xác định giao tiếng của hai mặt phẳng mà trường hợp mà song song đi, nói nôm na là vậy đi. Không, đó. Cái trường hợp song song. Tức là như thế này nè. Cái mình viết là trong trường hợp song song này là cái này là trong cái dấu ngoặc kép đi các em ha. Thì là các em hiểu ngay là ý thầy là không phải là hai cái mặt này song song như các em ha. Hai cái mặt này không phải là song song nha. Mà trường hợp song song ở đây có nghĩa là gì? Chỗ này là giải thích ra nghĩa là tồn tại hai đường thẳng song song nhau của hai mặt phẳng đó, cái có nghĩa là như vậy nha, nên thầy bỏ trong cái dấu ngoặc kép là chỗ đó đó nha. Tại bây giờ cái hình nó như thế này, bây giờ thầy có muốn tìm cái giao tiếng của một cái mặt chẳng hạn như mặt như thế này đi, được chưa? Và một cái mặt nó như thế này. Thì mặt này là mặt P đi, còn cái mặt này là mặt Q, được chưa? Thì hai cái mặt này á, chắc chắn là sẽ có một cái điểm chung là A đúng không? Chung là A. Rồi bây giờ trong mặt phẳng Q nó có một cái đường nó nằm như thế này, là đường delta 1 đúng chưa? Còn trong mặt Q nó cũng có một cái đường như thế này. Để thầy vẽ nó dễ cho các em dễ hình dung. Là trong cái mặt phẳng P nó có một cái đường như thế này. Đường này là đường delta 1. Rồi, trong mặt phẳng Q nó cũng có một cái đường y chang nhưng mà nó song song. Delta 2. Đúng không? Thì ta sẽ suy ra cái gì? Suy ra cái giao tuyến của nó đó là cái đường song song với hàng này và đi qua A. Đó. Cái đường này ta gọi là đường AX á, thầy gọi là hay gọi là AX. Được chưa? Như vậy em dựa vào quy tắc này em cũng sẽ chứng minh được là cái đường gì? Hai cái đường song song. Vậy là giả thiết nha. Giả thiết P giao với Q là bằng ngay một cái điểm A, là điểm chung thứ nhất. Cái thứ hai là delta 1 nó thuộc P và delta 2 nó thuộc Q.
và delta 1 song song với delta 2. Thì em sẽ suy ra giao tuyến của ai? Giao tuyến của P và Q là cái đường thẳng như thế nào? Đường thẳng AX đặc điểm là nó như thế nào? Nó song song với lại delta 1 và song song với lại delta 2. Thì với cái quy tắc như thế này nè các em, thì các em có thể là giải quyết được, cũng có thể giải quyết được là cái đường chứng minh cái đường AX này là song song trong cái đường nào đó trong cái mặt phẳng, hai đường song song với nhau nha. Rồi giờ nhắc lại một lần nữa, định lý về giao tuyến ba mặt phẳng là định lý rất là quan trọng. Như là nếu mà ba mặt mà cắt theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến nó hoặc song song hoặc là đồng quy, là theo cái hình thầy vẽ đó nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào một cái ví dụ để chúng ta thầy sẽ chỉ cho các em cách chứng minh được thẳng song song với đường thẳng nha. Rồi bây giờ chúng ta ghi cái ví dụ vô. Bây giờ là cho cái hình thoi ABCD. Cho hình thoi ABCD. Rồi, ok. Có cạnh bằng A. Rồi. S là một điểm. S là điểm nằm ngoài cái mặt phẳng chứa cái gì? Chứa cái hình thoi. Đó, nói nôm na là hình thoi. Thôi. Đúng chưa? Sao cho cái tam giác SAD đều. Rồi. À, gọi M là điểm trên cái đoạn gì? Đoạn AB. V. Hết. Mặt phẳng V là mặt phẳng đi qua M và song song với lại, thì như cái chữ song song đi, và song song với ai? Song song với SA và BC. Câu A chứng minh rằng một lô một lóc nè, MQ sẽ song song với lại SA, còn MN thì phải song song với lại thằng PQ. Rồi thằng NP sẽ song song với SD. Đó, các em chứng minh gì đấy? Câu B. Em, người ta hỏi là cái tứ giác MN PQ là hình gì? Là hình gì? Rồi, câu C. Tính diện tích tứ giác MNPQ theo A và X, biết đoạn AM bằng X. Bây giờ đầu tiên là chúng ta vẽ cái tam giác đều trước đi nha. Vẽ tam giác đều thì đầu tiên nên vẽ cái đoạn trước đi. Rồi. Bây giờ muốn vẽ cái được cái tam giác đều á, là các em sẽ chọn một cái góc là 60 độ. Đấy, nhấn này làm chuẩn đi. Này. Xoay. Cái góc là 60 độ. 60 độ. Đó. Rồi tiếp tục là em sẽ chọn cái góc này.
đang xây dựng một cái góc này là 60 độ nữa. Vì là nó xoay xuống các em thấy không? Bây giờ mình phải trừ 60 độ để nó xoay lên. Ok, như vậy thì lúc này là nó sẽ tạo thành một cái tam giác này là tam giác đều, lúc nào cũng đều chứ nha. Rồi, hai anh này á, hai anh này cái giao điểm của mình á, hai anh này nó sẽ là gì? Hai anh này thì nó sẽ không có cái, không có giao điểm các em, tại em xoay mà. Thôi do đó là em vẽ cái tia đi, em lấy giao điểm. Rồi sau đó cho ẩn này đi, đồng thời ẩn cái tia luôn, ẩn tia luôn. Rồi như vậy em gì rồi nó vào cũng vào ra mấy điều nha. Rồi bây giờ em mới vẽ, em nói lại đi, nói lại thành cái tam giác đều trước đi. Rồi, bây giờ em mới vẽ cái hình bình hành nha. Vẽ hình bình hành thì đầu tiên là em vẽ xuống như thế này. Rồi, vẽ này song song như thế này, song song. Rồi vẽ này song song như thế này. Rồi, hai này cắt nhau ở đâu thì đó là giao điểm. Rồi, giờ ta ẩn mấy này thì hết. Rồi, nói lại. Rồi, thì cái cạnh này là chúng ta lên di dời này đi. À, để cho nó đẹp. Các em kéo cái cạnh này nè, các em mà em kéo càng nó càng ra ở đây thì cái hình em nó càng dễ nhìn nha. Đó, cái gì đó. Rồi, sau này bắt đầu là chúng ta sẽ đặt tên vô. Đặt tên vô nha. Bây giờ này là không thấy nè, đứt khúc nè. Bây giờ này chắc chắn nó không thấy luôn nè, đứt khúc luôn. Đó, thì chúng ta sẽ được cái hình. Kéo dít xuống đây coi. Đó, kéo sao nó cũng song song á. Đó là cái hình chúng ta đó. Rồi chúng ta đặt tên vô nha. A nè, B nè, C nè. À, cho nó nhảy chữ ta. Này là B nè, thằng này là mới là C nè, này là D nè. Ok, này là SC nè. Ok. Đó. Bây giờ á là chúng ta sẽ coi như thế này nha. Bây giờ là lấy một cái điểm M nằm trên cạnh AB đúng không? Nằm trên đoạn AB. Lấy một điểm tỉ ý. Rồi. Này là điểm nó chạy như thế này nè. Đó. Cái này là điểm M. Bây giờ. Rồi. Thì trong cái đời của mình đó, nó còn thêm một khúc nữa các em. Em ghi cái khúc này vô. Nó bổ sung vô nữa. Rồi nó là gì? Chấm phẩy. Mặt phẳng P nè. Nó sẽ cắt. Nó sẽ cắt ai? Đoạn đó CD, rồi ai nữa, SC, rồi ai nữa, SB, tại đâu, tại N, P phở và Q đó. Vậy là bài toán này nó giống như cái bài toán tìm tiếp diện các em ha, giống cái bài toán tìm tiếp diện mà phẳng B cắt các cạnh của cái chóp, của cái chóp nó là bài toán tìm tiếp diện coi gì nữa. Rồi bây giờ nè, bây giờ cái mặt phẳng mày phải vẽ ngoài này nha, phải vẽ bên đây cho các em xem nè. Đây nè, đây là cái mặt phẳng P phở của thầy nè, P phở của thầy đây. Thì bây giờ mặt phẳng P phở đó, bây giờ đầu tiên thầy chưa có thấy cái gì hết trơn, chưa có biết ảnh hình thù ảnh như thế nào nhá. Chỉ biết là gì, ảnh có một cái điểm nằm đây, chắc chắn là có một cái điểm M nằm đây, và ảnh song song với một cái thằng này. Và thằng này nó là gì?
thằng này nó là SA, và ảnh song song tiếp với thằng một thằng nữa là BC đó, cho biết là cái mặt phẳng nó như vậy thôi. Nhưng ngoài ra chúng ta không còn thông tin gì hết. Như vậy là chúng ta bắt đầu nè, từng bước chúng ta cho cái mặt phẳng P này nó sẽ xuất hiện trên cái hình đó nha, xuất hiện trên cái hình. Cái quan trọng nhất là chúng ta hình dung được đó nha. Tại bây giờ vẽ lại nè, ban đầu là cái mặt phẳng P phở nó nằm như thế này, đây mặt phẳng P phở. Bây giờ chúng ta không có thông tin gì hết, chúng ta chỉ biết là nó có gì, nó có đi đi qua điểm M thôi, và nó là sẽ song song với một thằng là gọi là SA, rồi nó lại tiếp tục nó song song với một thằng khác nó gọi là BC, như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái mặt phẳng P này nó xuất hiện thêm nữa đó. Nó được chưa? Bây giờ bắt đầu nha, bắt đầu chúng ta cho nó xuất hiện nè. Vậy là đầu tiên em nhìn cho thầy cái mặt phẳng SA, SAB nha. Vậy là chúng ta đã có nè, có cái gì, cái mặt phẳng SAB, đúng chưa? Em sẽ tìm giao tuyến, từ để chỗ này thầy ghi cho nó chuẩn cái nha. Bây giờ ý thầy là cái gì thầy sẽ ghi ra trước để cho các em dễ nắm bắt nè. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm cái giao tuyến của cái mặt phẳng P và cái mặt phẳng SAB. Thì lúc này các em, cái giao tuyến mà nó xuất hiện á, thì lúc này là em sẽ nhìn thấy được cái mặt phẳng B nó có thêm một cái gì đó nữa, nó xuất hiện nữa nha. Ban đầu nó chưa có xuất hiện, bây giờ chúng ta tìm ra để cho nó xuất hiện ra. Thì bây giờ mình sẽ có nè, ta có thứ nhất là gì, thứ nhất là nó nói là gì, nó nói là thằng SA, SAB nó giao với mặt phẳng P nữa thì nó bằng cái điểm M, đúng không, là có điểm chung. Tại vì M nằm trên AB mà, thì M này sẽ nằm trong cái mặt phẳng là SAB, thì là điểm chung đầu tiên là M. Rồi cái thằng SA thì nó lại nằm ở trong cái mặt phẳng là nó nằm trong mặt phẳng P, đúng, mặt phẳng SAB, đúng chưa, SAB. Mà cái thằng SA của mình á, nó lại song song với mặt phẳng P nữa, là giả thiết cho. Như vậy thì túm ra thằng này á, túm thằng này ra thì sẽ suy ra được cái gì. Như vậy là SA song song mặt phẳng P là suy ra là trong mặt phẳng P nó có một cái đường song song với SA. Nhớ nha, chỗ này là ý chỗ này là gì, ở này là trong mặt phẳng P, có một đường, đường thẳng song song, song song với SA đó. Các em hiểu là như vậy đó nha. Rồi như vậy là suy ra là cái giao tuyến là cái gì, các em suy ra cái giao tuyến là đường gì, đường thẳng MX. MX này có đặc điểm là gì, song song với lại SA đó. Thì bây giờ trong hình của mình á, trong mặt phẳng B này nè, lúc này nó sẽ có một cái đường là đường này song song SA, thấy chưa? Đó, các em thấy chưa, là ảnh ban đầu ảnh chỉ có một điểm thôi, bây giờ mình cho anh thành hiện nguyên cái đường cái nữa, tức là cũng giống như là người mà đang đứng ở trong cái bóng tối đó các em, người ta mới thò cái tay, người ta mới nhìn thấy cái tay đó thôi, rồi em lấy cái đèn em chiếu thêm một chút xíu nữa thì thấy được nguyên cánh tay, rồi em bắt đầu em cứ chiếu hoài thì sẽ thấy được nguyên cái người ta đứng trong bóng tối đó. Nó nhớ như vậy thì lúc này là mặt phẳng P nó phải hiện ra được cái đường đó rồi đó, song song với A. Rồi tiếp tục nè,